Như mọi năm, mùa lễ trao giải đang đến gần và lễ trao giải Oscar chính là cái tên được khán giả quan tâm nhất. Các đề cử Oscar được tiết lộ cũng như danh sách rút gọn cho từng hạng mục đã được chốt sổ. Nhưng ai sẽ thắng lớn vào ngày 12 tháng 3 sắp tới và ai sẽ ra về tay trắng? Sau đây, chúng mình sẽ giới thiệu những cái tên nổi bật góp mặt vào danh sách đề cử, đồng thời dự đoán một số giải thưởng tại lễ trao giải danh giá này nhé. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles. Let's go! Phim xuất sắc nhất. Chà, một lựa chọn khó khăn đây. Ta có 3 ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Best Picture năm nay. Đầu tiên là The Fabelmans, bộ phim bán tự truyện của Steven Spielberg, hiện đang dẫn đầu trong một số đề cử, có 7 đề cử tổng cộng. The Fabelmans kể về thời thơ ấu đầy thăng trầm của vị đạo diễn thiên tài, những lo âu về gia đình, bị phân biệt chủng tộc, tình yêu đầu đời và trên hết là tình yêu nghệ thuật thứ 7. Đây được coi là lựa chọn truyền thống nhất của Viện Hàn Lâm. Vậy nên, sẽ không ngạc nhiên khi đây là tác phẩm mới nhất của nhà làm phim, mang về giải thưởng cao nhất trong phim xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Fabelman sẽ phải vượt qua 2 đối thủ sừng sỏ khác để có thể chiến thắng được. Trong đó, The Banshees of Inisherin đã giành được quả cầu vàng cho phim hài hoặc nhạc kịch xuất sắc nhất, đi kèm với một loạt lời khen ngợi và hoan nghênh về màn trình diễn xuất sắc nhất dành cho vai chính Patrick của Colin Farrell. Everything Everywhere All at Once dường như có lợi thế hơn một chút khi đây là tác phẩm được người hâm mộ yêu thích nhất. Câu chuyện về hỗn loạn đa vũ trụ có thể không phù hợp với Viện Hàn Lâm. Everything Everywhere All at Once vẫn chứng tỏ sức hấp dẫn của mình với tận 11 đề cử. Danh sách đề cử đầy đủ cho hạng mục phim xuất sắc nhất bao gồm All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness, Woman Talking. Đạo diễn xuất sắc nhất. Steven Spielberg hiện đã được đề cử 8 lần cho đạo diễn xuất sắc nhất và ông đã 2 lần mang về tượng vàng danh giá với tác phẩm Schindler's List và Saving Private Ryan. Nếu so tuổi đời và tuổi nghề với một số gương mặt khác, Spielberg có lẽ là cái tên chắc cú nhất. Nhưng điều này không có nghĩa là không có cơ hội dành cho những ứng cử viên nặng ký còn lại. Đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert, aka The Daniels của Everything Everywhere All at Once là một ví dụ. Nếu không phải vì tài năng xuất chúng của bộ đôi này, tác phẩm đã có thể trở thành một mớ hỗn độn. Hai vị đạo diễn được ghi nhận là không chỉ neo giữ cảm xúc cho bộ phim mà còn mang đến những màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp từ phần lớn dàn diễn viên. Nếu không có bất ngờ nào xảy đến, The Daniels và Spielberg sẽ là những ứng cử viên sáng giá duy nhất cho giải thưởng này. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp Martin McDonagh của The Banshees of Inisherin hoặc Tom Field của Tar, những người từng hoàn thành xuất sắc công việc của mình trong thời gian qua. Đáng buồn là không có bất kỳ nữ đạo diễn nào được đề cử trong năm nay. Danh sách đề cử đầy đủ cho hạng mục của đạo diễn xuất sắc nhất bao gồm Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan và Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg, The Fabelmans, Todd Field, Tar, Ruben Östlund, Triangle of Sadness. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã được chốt đề cử, nhưng vẫn chưa ai có thể đoán được ai là người chiến thắng rõ ràng. Những ứng cử viên có nhiều khả năng giành giải là Colin Farrell cho The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser cho The Whale và Austin Butler cho Elvis. Mỗi bộ phim trong số này được đề cử cho giải thưởng ở các lễ trao giải khác. Brendan Fraser chiến thắng tại giải thưởng Tribute TIFF và Colin Farrell chiến thắng tại liên hoan phim Venice. Butler giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời được đề cử và đã giành được một số giải cho màn trình diễn đột phá xuất sắc nhất tại quả cầu vàng năm nay. Trong khi đó, thật tuyệt khi thấy Bill Nighy, Living và ứng cử viên lần đầu được đề cử Paul Mescal trong After Sun. Cả hai đều xứng đáng được chú ý và mỗi người đều mang đến những màn trình diễn nổi bật rất đáng xem. Danh sách đề cử đầy đủ trong hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất bao gồm Austin Butler, Elvis, Colin Farrell, The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser, The Whale, Paul Mescal, After Sun, Bill Nighy, Living. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khó đoán hơn trong những năm gần đây tại lễ trao giải Oscar. Nhưng sẽ thật bất ngờ nếu Oscar 2023 không thuộc về Cate Blanchett với vai nữ chính trong Tar. Sau Blanchett, những ứng cử viên được yêu thích sẽ giành giải nữ chính bao gồm Dương Tử Quỳnh với Everything Everywhere All at Once và Michelle Williams với The Fabelmans. Ba nữ diễn viên này đều được đề cử cho giải thưởng tại quả cầu vàng, Critics' Choice và giải Gotham. Đồng thời, từng giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ các tổ chức trao giải khác nhau trong mùa lễ trao giải này. Đi theo xu hướng gần đây, vai diễn của Blanchett phù hợp hơn một chút với những gì Viện Hàn Lâm muốn từ những người chiến thắng, một màn trình diễn độc đáo mang tính chất điện ảnh chứa đầy chấn thương, xung đột và lời thoại dai dẳng. Nhưng nếu có ai đó có thể tạo kỳ tích thì đó chính là Dương Tử Quỳnh. Sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của cô ở Hollywood được vun đắp cho đến thời điểm hiện tại. Với việc Blanchett đã chiến thắng trong năm 2013, bây giờ có thể là thời khắc nhận hoa của đả nữ nổi tiếng. Mặt khác, Michelle Williams tiếp tục được khen ngợi trong The Fabelmans, trong khi Ana de Armas trong phim Blonde cũng lọt vào danh sách nhưng không được nhắc đến như một người có khả năng chiến thắng. Danh sách đề cử đầy đủ cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bao gồm Cate Blanchett, Tar, Ana de Armas, Blonde, Andrea Riseborough, To Leslie, Michelle Williams, The Fabelmans.
Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nam diễn viên có nhiều khả năng giành giải, nhất là Quan Kế Huy với Everything Everywhere All at Once. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nam diễn viên sau 30 năm biến mất khỏi màn ảnh. Những cái tên tiêu biểu khác trong hạng mục này là Brendan Gleeson cho The Banshees of Inisherin. The Banshees of Inisherin sở hữu dàn diễn viên tài năng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy Brendan Gleeson và Barry Keoghan được nhắc đến như một cặp đôi có cơ hội giật giải. Danh sách đầy đủ cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất bao gồm Brendan Gleeson và Barry Keoghan, Banshees of Inisherin; Brian Tyree Henry, Causeway; Jude Hirsch, The Fabelmans; Quan Kế Huy, Everything Everywhere All at Once. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hội hâm mộ Marvel dường như có chút hy vọng nhỏ nhoi trong việc trao giải Oscar khi nữ diễn viên Angela Bassett đã hoàn thành xuất sắc vai diễn nữ hoàng Ramonda trong vai Black Panther Wakanda Forever. Bassett là cái tên dẫn đầu ở một số khía cạnh dù Wakanda Forever hầu như vắng bóng trong tất cả các đề cử về giải thưởng. Nhưng Carrie Condon mới chính là gương mặt tiềm năng nhất cho giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2023 với vai diễn trong The Banshees of Inisherin. Ngoài Condon, những nữ diễn viên được yêu ái góp mặt trong hạng mục này là Scream Queen, Jamie Lee Curtis và Stephanie Hsu cho Everything Everywhere All at Once, nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu trong The Whale. Danh sách đề cử đầy đủ cho hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất bao gồm Angela Bassett, Black Panther, Wakanda Forever; Hồng Châu, The Whale; Carrie Condon, Banshees of Inisherin; Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once; và Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once. Thiết kế trang phục đẹp nhất. Thiết kế trang phục là chìa khóa để đặt khán giả vào một thời đại, tâm trạng hoặc thế giới nhất định. Trong số những cái tên được đề cử, thiết kế trang phục sát với nguyên tác của Catherine Martin cho Elvis với cơ hội cao nhất giành giải Oscar. Theo sau đó là đội ngũ thiết kế trong Black Panther Wakanda Forever và Babylon. Xuyên suốt mùa lễ giải, những ứng cử viên hàng đầu này đã nhận được nhiều đề cử từ các tổ chức uy tín, qua đó gia tăng cơ hội giành giải Oscar. Danh sách đề cử đầy đủ cho hạng mục thiết kế trang phục đẹp nhất bao gồm Elvis, Black Panther Wakanda Forever, Babylon, Everything Everywhere All at Once, Mrs. Harris Goes to Paris. Hóa trang xuất sắc nhất. Nói đến trang phục thì không thể thiếu phần hóa trang. Mặc dù chính tác phẩm truyền thể từ vở kịch The Whale của Darren Aronofsky mới có tỷ lệ chiến thắng cao nhất tại giải Oscar 2023, The Whale đã nhận được đề cử tại hạng mục này từ Critics' Choice và giải nghệ thuật sáng tạo của Hiệp hội Nhà phê bình Hollywood. Ngoài ra, những ứng cử viên nặng ký cho hóa trang xuất sắc nhất là The Batman và Elvis, những ứng cử viên từng giành chiến thắng ở hạng mục này tại giải thưởng AACTA. Danh sách đề cử đầy đủ cho hạng mục hóa trang xuất sắc nhất bao gồm The Whale, Elvis, The Batman, All Quiet on the Western Front, Black Panther Wakanda Forever. Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Phim hành động, khoa học giả tưởng và siêu anh hùng thường là những dự án dẫn đầu với những hạng mục hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, và các đề cử năm 2023 cũng không phải ngoại lệ. Bộ phim có tỷ lệ chiến thắng cao nhất giành giải thưởng là Avatar The Way of Water, sau đó là Top Gun Maverick và Black Panther Wakanda Forever. Xem xét mức độ chuyên sâu của CGI trong Avatar The Way of Water sẽ là một bất ngờ nếu phần tiếp theo Avatar của James Cameron không mang về giải thưởng. Tuy nhiên, Top Gun Maverick và Black Panther Wakanda Forever cũng đã nhận được nhiều đề cử ở hạng mục này. Danh sách đề cử đầy đủ cho hạng mục hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất bao gồm Avatar The Way of Water, Top Gun Maverick, Black Panther Wakanda Forever, The Batman, All Quiet on the Western Front. Ca khúc trong phim hay nhất. Tương tự như giải ca khúc trong phim hay nhất tại Oscar 2022 đã thuộc về ca sĩ nổi tiếng Billie Eilish cho bộ phim hành động No Time to Die, giải Oscar 2023 nhiều khả năng sẽ thuộc về ca sĩ Lady Gaga cho bộ phim hành động Top Gun Maverick. Sau Top Gun Hold My Hand của Maverick, các ứng cử viên được yêu thích sẽ giành chiến thắng ở hạng mục này là Natu Natu của RRR và Lift Me Up của Black Panther Wakanda Forever. Cả ba ca khúc đều được đề cử cho ca khúc phim hay nhất tại Critics' Choice, Quả Cầu Vàng và Satellite. Danh sách đề cử đầy đủ cho hạng mục ca khúc trong phim hay nhất bao gồm Hold My Hand, Natu Natu, Lift Me Up, Applause, This Is The Life. Và đó là một số đề cử trong một số hạng mục đáng chú ý tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Theo bạn, cái tên nào sẽ giành chiến thắng? Hãy comment ở bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tentacle trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.